anh đã trải qua những công việc gì ở Belarus? oh, điêu ơi, anh uh, đi cắt cái ngô, bắp ngô, em biết không, bắp ngô Và. Vâng. Mà cái cái này của nhà nước À, tức là cái, okay. là anh đi đi lấy ngô của nhà nước Đúng rồi, <laughs> ok Xong okay. anh uh, lắp dạp ở đây kiểu phân, uh, lắp dạp phân Lắp dạp phân, phân Afan <laughs> <Đó> là Afan <phanh. cười> Anh đi lớp 1 xong anh gặp với một uh, thằng bản thân của anh Bây giờ hiện tại đang ở Belarus Bản thân xong mình chơi... Uh, chơi nhau Chơi nhau <laughs> Mình chơi với nhau, là <laughs> chơi với nhau Ok Nhưng mà ở Việt Nam không có con chó, con mèo ngoài đường anh không bao giờ thấy Anh anh biết tại sao không? <laughs> cái cái, cái đấy cũng biết Dừng <laughs> 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 ừ, lại đây <cười> <biết>. <cười> hello anh Sơn Bùi, <laughs> hello em. <laughs> anh uh, đã ở Việt Nam được bao lâu rồi? Câu hỏi đầu tiên của em dành cho anh. Uh, Câu hỏi đầu tiên ạ. Uh, đầu tiên uh, anh ở Nam, Việt Nam. Anh Việt Nam được năm năm rồi, sắp năm năm rồi. Thì uh, sau trong vòng 5 năm như thế thì uh, anh đánh giá. Cái kỹ năng về tiếng Việt của anh, anh nghĩ là nó đã đã tốt hay chưa? Anh anh nghĩ là trên thang điểm 10 đi, bây giờ anh tự chấm mình thì khoảng bao nhiêu điểm? Bởi vì đây là một số podcast mà mình làm bằng tiếng Việt. Nói chung là nếu nếu mà đánh giá đánh giá phát âm của anh thì, thì anh chỉ có đánh giá năm điểm thôi. Phát âm, phát âm, phát âm. Phát âm. Okay. Nhưng nếu mà cái cái từ từ Slavarn Zapas và À, vốn tư, anh... nhưng nếu mà... <cười> <cười> ok, 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 về mình tiếp tục Nếu mà mình đánh giá vốn tư, thế thì 8 điểm <laughs> 8 điểm? <laughs> ờ, không, bởi vì đây là bản thân anh thôi Bây giờ anh muốn, bởi vì em chơi với anh ở Việt Nam nhiều năm rồi, sắp 5 năm rồi Thì anh đánh giá em, việt tiếng Việt quên <laughs> em, em đánh giá anh như đúng không? Ừ, được rồi đánh giá anh thôi em cái đấy em chưa chưa đánh giá có thể là sau cái podcast này chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu và okay. để cho các khán giả, đã khán giả đánh giá Việt như như Cô thế em, cho nó khách Việt, quan đúng không? Comment uh, giúp mình nhá rồi tiếng Việt của uh, như thế nào <laughs> rồi OK con chọn là mọi người có hiểu không nếu mà hiểu thì thả like đúng rồi Vâng, OK, okay. Uh, anh em mình biết nhau như thế là đã được uh, gần 5 năm nhưng mà em chưa có một dịp nào để thực sự là ngồi nói chuyện với anh về những cái câu chuyện của anh trong quá khứ thời mà anh còn ở Belarus em nghĩ đấy là những câu chuyện rất hay vì em lớn lên sinh ra lớn lên ở Việt Nam đúng không nó sẽ rất khác biệt so với um, cuộc sống ở bên Belarus và em rất là tò mò em nghĩ rất nhiều các bạn khán thính giả theo dõi podcast này chắc là cũng rất tò mò cuộc sống ở một đất nước châu Âu thì nó sẽ như thế nào vậy thì em có một câu hỏi đầu tiên dành cho anh cuộc sống gia đình của anh khi mà thời anh còn ở bên Belarus nó như thế nào được là anh kể từ đâu nhá ok anh kể từ đâu Uh, bố mẹ của anh uh, nam Tâm Bái, uh, sang uh, liên Xô để bố thì đi học, mẹ đi lao động. Mẹ lao động ở thành phố Rojino. Rojino là cái uh, thủ đô Belarus, 40 k. Nói chung là bố mẹ gặp nhau uh, ở Belarus, làm quen ở đó, xong cưới, xong có anh Sơn, lúc mẹ anh đẻ em. Mẹ sọt, có sọt 39 độ, tức là kiểu không có sữa, trong buổi bù không có sữa để cho anh ăn uống sữa. Mà anh cho con, anh đang sơ sinh, anh phải uống sữa đúng không? Thế thì có bác sĩ, tức là lấy anh, xong đi ra bệnh viện hỏi các... Y, ừ, y tà, Không, đủ, các mê bím Bởi vì mê bím cũng bím. nhiều, à, nhiều, okay. nhiều, đó mà Có một thằng Việt Nam Thằng Việt Nam mẹ nó đang số thông có sữa Thì có ai giúp, có ai giúp cho thằng Sơn uh, bù không? Ok Bộ sữa sau đó là có một, một một máy bím vào đây mình có nhiều sữa mà kiểu xong nó cho cho <laughs> cho, cho, cho em về mà mà kia bà kia cũng mới sinh ra một đứa con em là anh sinh năm uh, uh, mùng 7 tháng 9 mà thằng kia sinh uh, mùng 8 tháng 9 xong đó là mấy kia cho cả hai thằng uh, uống, sữa sau đó là lúc anh đi lớp một nha anh đi lớp một xong anh đi uh, gặp với một uh, thằng bạn thân của anh bây giờ hiện tại đang ở Belarus bạn thân xong mình chơi uh, chơi nhau chơi nhau <laughs> mình chơi với nhau đúng rồi, à. chơi với nhau ok ok tiếp tục đi anh rồi anh và một thằng bạn thân chơi với nhau rồi xong anh em tâm sự xong mẹ của bạn anh kể cái chuyện lúc uh, mẹ đẻ thằng kia kể cái, cái, cái chuyện uh, lúc có một thằng Việt Nam uh, một thằng Việt Nam mình uh, cho sữa cho sữa ok trong sau đó mẹ mẹ của anh cũng kể cái cái chuyện lúc mẹ đẻ con lúc mẹ đẻ con thì mẹ không có sữa thì có một uh, một người nhận con để uh, uống sữa sau đó em cũng kể chuyện cái thằng kia Xong sau đó là mình mình hiểu hiểu nhau là ở bên Belarus là anh em sữa

hồi xưa anh lúc uh, lúc nhỏ lúc lúc tám lúc 9 ở Belarus là bố của anh rất thích đi câu câu ếch đi gì câu ếch câu ếch bắt ếch ok bắt ếch ừ, rồi rồi mà bố lúc nào cũng uh, bắt anh đi cùng với bố ở, ở nga là mỗi người chỉ có bắt cá thôi bắt cá thôi nhưng mà cái chuyện này là anh đi với bố bố đi uh, mỗi người đi cổ cá mà bố anh đi cầm cầm cái uh, cái sâu ách cái, đúng, rồi so, uh, mà anh thấy mọi người xung quanh nhìn nhìn hai hai bộ con thôi hai bộ con uh, bắt ba anh xong anh uh, quá ngại luôn kiểu anh bởi vì anh đoán đó là anh đã lớn rồi anh hiểu mọi người đang nhìn là lung mà bố anh không, không không, quan trọng gì bố anh vẫn bắt anh sau đó là anh rủ uh, các bạn uh, nga của anh uh, bắt anh đi anh có người, uh, người mua ếch. Bởi vì anh, <cười> <cười> anh bởi vì anh anh uh, có một ý tưởng uh, lúc anh lớn hơn sau 2 năm tức là uh, anh uh, nghỉ cái việc gì để mình kiếm tiền sau đó anh nhớ ra thì ở bên nga có nhiều anh mà không có ai bắt sau đó là anh rủ bản thân anh uh, bắt anh đi bắt anh xong anh có người mua xong anh đi ra chỗ anh có người nào anh bắt bao nhiêu gia đình nào mua luôn mua hết, rồi sau đó là anh kiếm tiền là anh không cần bắt bắt anh đâu tức là bán của anh bắt anh xong anh đưa phải ph phần trăm cho <laughs> tức là anh năm mươi phần trăm hai đứa kia hai mươi hai thì đấy <laughs> đấy là lớp 10 hay là lớp 11 anh không nhớ là nhưng cái cái, cái lúc đó đấy. Tức là anh đã có hai hai ông người nga làm thuê cho anh. Đi đúng, đúng, anh. đúng rồi. ờ <laughs> uh, bây giờ anh em lúc ờ uh, anh em thỉnh thoảng lúc uh, alo xong mình kể lúc nào cũng nhớ cái chuyện ấy, chuyện này <laughs> vui vui. Anh anh là một học sinh như nào? Khi mà đi học thì cái việc học hành nó diễn ra như nào? Anh học sinh. Uh khá ok đấy khá ok đấy tức là ờ, anh học sinh là kiểu uh, không giỏi lắm và không ngu lắm tức là tức là khá ok khá ok tức là không giỏi lắm và không ngu lắm thì là khá ok đúng không? <laughs> Nói chung là anh học bình thường không giỏi lắm đấy về uh, nhưng cái uh, em có biết hồi xưa là năm từ hai hai uh, nghìn đến 2007, 2008 có cái uh, cái uh, xu hướng uh, skinhead em biết không skinhead kiểu bồn 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 đôi chọc cái giống dòng... giống <laughs> đây bồn đôi chọc hồi xưa có nhiều cái bồn đôi chọc cũng thích người uh, nước ngoài này xong anh gặp cái vấn đề lúc uh, ví dụ đi ngoài đường nhá thằng uh, kia, uh, mai thằng ví dụ mai người Việt Nam sao mai làm ở đây Cũng đi đi ra sang uh, kia đi anh anh ok 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 bro nhưng mà không sao anh <laughs> anh đi nhưng mà có nhiều trường hợp kiểu anh em bùng <laughs> bùng là phải đánh nhau đúng rồi ví dụ mình đi cái cái promo đấy đúng không kiểu xong xong anh đi với các bạn uh, nước ngoài mà kiểu của toàn người đồ, đồ, đồ chọc nó cũng khá nhiều đấy xong anh em cũng kiểu đây là lớp bài lớp 8 vừa chơi với nhảy xong người kia có người đầu cho mòn đánh nhau với anh theo anh đánh nhau luôn anh đánh nhau à hồi lớp 7, lớp 8 kiểu đồ nó lớp 8 kiểu đánh nhau không phải kiểu mệt lắm nhưng mà vẫn có tỷ anh cho xem ảnh không phải đánh nhau đến đi bệnh viện kiểu đánh nhau xong xong chạy kiểu như thế này thực ra em không hiểu đâu nhưng mà em nghĩ là thôi anh anh bảo là đánh dao nhẹ không đến phải đi viện em đang hiểu anh rồi rồi anh đã trải qua những công việc gì ở Belarus oh, nhiều quá ơi nhiều ok thế đúng phù hợp với người trong môn nghề rồi anh có thể chia sẻ các công việc của anh ở Belarus không cùng tâm uh, lớp 8, lớp 9 lớp 8, lớp 9 anh đã bắt đầu kiếm tiền đúng rồi. ok. Em kiếm tiền. Okay, anh, anh anh gọi anh podcast quá hợp lý đấy. <laughs> bởi vì người chung môn nghe đây. ok. Vào, vào. <laughs> Bố anh hồi xưa làm việc ngoài chỗ bán hàng vái. bán cái... hàng vái. áo quần quần à, áo. quần okay. áo. vải yes. đúng Bài. rồi hàng vái. mà ở chỗ này có nhiều người Việt Nam bán hàng kiểu chỗ này có nhiều người Việt ở đây là ở thành phố Minsk, đây là ở thủ đô Belarus. Đấy, với anh, với hai đứa bán. Một thằng bán thân, anh đã kể rồi, thằng uh, Milk Bro. Milk Bro của anh, với một thằng nữa, uh, nó tên là Pasca Đi cắt cái của họ, cái uh, bắp, ngô, bắp ngô. Em biết không, bắp ngô. Mà cái cái này của nhà nước. Cái à, tức là, nhà... là, anh, cái, <laughs> là anh đi đi lấy ngô của nhà nước. Được rồi, <laughs> ok. <cười> <Không>. <cười> 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 anh này, uh, bắp... Ba, ba một túi vali với uh, hai túi uh, to Về nhà uh, anh nhờ mẹ luộc luộc tất tất cả cái bắp này. xong anh uh, xin mẹ giúp mình uh, làm cái túi để nói chung là để bắp này không uh, không, hồng. không không hỏng và Vừa. không uh, không lạnh cho à. nóng nóng à. anh đi uh, về ba ba, ba ba bán đi bán bắp ở ngoài chợ thứ bảy à thứ sáu thứ bảy và chủ nhật lúc đông nhất lúc đông nhất ngày đông nhất nhưng mà em có một câu hỏi ngắn lời là thưa là lúc mà anh mang một đống ngô đấy về xong nhờ mẹ anh luộc ấy mẹ không hỏi là ngủ ở đâu ra <laughs> Mẹ <mày> biết mà <cười> <cười> nhưng vẫn luộc để cho anh mang đi bán mẹ mẹ bảo kêu có ngô em mẹ là mẹ bảo chỗ kia đấy là không phải đấy là do không phải do mẹ bởi vì thỉnh thoảng anh bảo nhá thỉnh thoảng uh, bố mẹ anh ở Belarus thích đi đi ra ngoài rừng kiểu thanh niên bởi vì uh, nature nature tự nhiên uh, đi nhiên uh, kia có nhiều tức là nhà anh ở gần gần rừng không 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 tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự khu, khu đẹp. Xong đi nhiên tự đi tự nhiên tự nhiên năm cây thì anh đi xe đạp hôm trước anh, anh đi, đi xe đạp từ từ lại xong xong mày bảo kêu có bắp ngon lắm con thích thì uh, ghé, ghé vào thì để mẹ luộc cho con để mẹ ăn xong cuối cùng là em về nhà em sợ đi cả ba túi xong mẹ ngạc nhiên luôn ôi giời ơi, xong mẹ hỏi tôi làm gì nhiều thế con làm kinh doanh À ok ok Đây. Tức là bắp đấy là Cũng không phải là như anh nói từ đầu là bắp đấy là của một ai đấy đúng không Nó là một chỗ ở chợ rừng đó, đúng không Đúng rồi đúng rồi Thế tí nữa anh tự đặt mình vào trạng thái đi à. <laughs> Lấy bắp của người khác Thì thì không phải của người khác Kiểu ở rừng ở rừng Ok ok rồi hóa ra đấy là bắp uh, Mọc ở rừng <laughs> Anh vào anh bẻ Anh làm kinh doanh Nhưng mà uh, okay. nghe thực uh, th tế của anh đầu tiên Lúc anh uh, học uh, college xong anh đi uh, anh đi thực tập uh, phải đi thực tập một năm anh làm ở uh, bilas ở uh, bilas ở nhà máy ở uh, đây là nhà máy sản xuất xe tải to nhất thế giới nó kiểu có làm xe uh, tải 420 tấn anh làm uh, làm thực tập uh, ở đó là anh làm uh, nói chung là uh, nói chung là, là dây chuyền dây chuyền dây chuyền ví dụ có xe nhá xong có từng, từng, từng một ngày mình sản xuất hai hai uh, hai xe tái xong anh uh, lắp dạp ở đây kiểu phân uh, lắp dạp phân là dạp phân phân à, phanh <laughs> lắp dạp phanh phanh à, <laughs> ở Việt Nam không có con chó con mèo ngoài đường anh không bao giờ thấy không có con chó con mèo ngoài đường anh không bao giờ thấy là như nào tức là không, anh không bao giờ thấy ở Việt Nam không bao giờ thấy con chó với con mèo tức là ở nga ở Belarus có nhiều mèo chó đi ngoài đường tức là không có à chó, tức là không... là, hoang chó hoang rồi, mèo đúng, rồi, đúng rồi không à. không có anh anh biết tại sao không? <laughs> cái cái, cái đấy cũng biết <cười> <cười> anh biết dừng <laughs> <laughs> lại đây anh không? biết <laughs> trong cái môi trường làm việc đi tạm nói một tí về môi trường làm việc đi. cái sự khác biệt anh nhận thấy sự khác biệt khi làm việc ở Việt Nam hoặc là làm việc ở những nước mà anh đã từng làm việc không nói chung là ví dụ này mà làm nhá anh đang suy nghĩ là có cái uh, tổ chức liên hoan tổ chức liên hoan thì khác khác nhau không giống nhau vẫn vẫn uh, kiểu anh thấy ở Việt Nam thân thiện hơn à thân thiện hơn đúng rồi ở Việt Nam thân thiện hơn anh hồi xưa lúc uh, làm ở ở Nga nhá kiểu anh em đi làm lành lung quá nhưng uh, lúc uh, ví dụ mình chơi thân với uh, người đó người, người nào đó ở, ở Nga thì rất tuyệt vời với vui kiểu như thế này nhưng ở Việt Nam anh thấy nếu mà anh em ví dụ anh em mới biết nhau Của nhau em thấy uh, người Việt Nam nó rất thân thiện, thiện hơn giao uh, nuôi chuyện uh, với giao tiếp dễ hơn bởi vì ở bên Nga thì hơi lấn lung Tức là trong cuộc sống thì anh thấy thế Và cả trong công việc luôn cũng vậy Đúng rồi Nếu mà có một cái lời khuyên cuối cùng Dành cho các bạn khán thính giả Đang theo dõi người trong môn nghề Thì lời khuyên của anh là gì? Anh em ơi Giữ dưng sức khỏe đi Có sức khỏe là có tất cả Không có sức khỏe không có là gì Không có sức khỏe là không có gì anh ạ à. Mà thôi em em hiểu ý của anh <laughs> Sao anh toàn dùng mấy cái văn mẫu ấy? <laughs> lời khuyên anh cũng, cười anh cũng dùng cả văn mẫu luôn Vậy thì nói chung là lần uh, cuối cùng request cuối cùng của mình là Đấy, anh em uh, hãy đánh giá xem anh Sơn có uh, được bao nhiêu điểm về khả năng tiếng Việt. Như anh nói là 5 điểm phát âm và 8 điểm từ vựng. Không biết là đây là một uh... Không thôi từ vựng bài điểm, bài điểm. À? Tức bài là điểm. bây giờ anh khiêm tốn hơn sau khi mà mình đã nói xong một lúc. rồi <laughs> một chút. Ok. Bài 7 điểm. điểm từ vựng và 5 điểm uh, phát âm. Các bạn nghĩ thế nào? <cười> <cười> ok.